Mỹ đang điều tra nghiêm túc về những gì xảy ra ở Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump tuyên bố Trung Quốc đã có thể ngăn chặn virus corona trước khi nó lây lan trên toàn cầu, và chính quyền của ông đang nghiêm túc điều tra về việc này. Chúng tôi đang thực hiện điều tra nghiêm túc. Chúng tôi không hài lòng với Trung Quốc, ông Trump nói với các phóng viên trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng. Chúng tôi không hài lòng với toàn bộ tình huống đó, vì chúng tôi tin rằng virus corona đã có thể được ngăn chặn từ nguồn lây nhiễm. Nó đã có thể được ngăn chặn nhanh chóng, và nếu vậy thì nó sẽ không lây lan ra khắp thế giới, Tổng thống Mỹ nói thêm. Không ai, ngoại trừ một quốc gia, phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra, ông Trump nói. Không ai đang đổ lỗi ở đây cả. Chúng tôi chỉ đang xem xét một nhóm người đã có thể ngăn chặn nó từ nguồn lây nhiễm, Tổng thống cho biết. Ông Trump cũng nói nước Mỹ sẽ không bao giờ quên những người đã hy sinh vì sự bất tài của ai đó hoặc một lý do nào khác. Họ, Trung Quốc, đã có thể bảo vệ cả thế giới, không chỉ chúng ta, toàn bộ thế giới, ông Trump nhấn mạnh. Sau khi dịch Covid-19 lây lan và khiến nước Mỹ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ông Trump thường xuyên chỉ trích Trung Quốc và tuyên bố rằng quyết định của ông nhằm đóng cửa biên giới Mỹ với quốc gia này đã giúp kiềm chế sự bùng phát. Một số chuyên gia y tế cho rằng quyết định này giúp nước Mỹ có thêm thời gian để chuẩn bị, nhưng cũng nhận định chính quyền của ông Trump đã bỏ phí cơ hội này. Cũng trong buổi họp báo tại Vườn Hồng, ông Trump cho biết tình hình lây nhiễm Covid-19 ở Mỹ đã sụt giảm hoặc ổn định, và người Mỹ đang mong muốn được trở lại làm việc. Đảm bảo sức khỏe nền kinh tế của chúng ta là điều sống còn để đảm bảo sức khỏe quốc gia. Những mục tiêu này hoạt động song song, ông Trump cho biết. Kết thúc buổi họp báo, Tổng thống Trump cho rằng chính quyền của ông đang làm rất tốt và con số người chết đã có thể lên tới 2,2 triệu người. Nhưng chúng ta có lẽ đang hướng đến 60.000 đến 70.000 người. Trong một động thái khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi cân nhắc mở cửa lại các trường học. Ông Trump cho rằng một số tiểu bang nên xem xét nghiêm túc việc mở cửa lại các trường học, vì theo ông, đây là nguyện vọng của nhiều người Mỹ. Ngày 27 tháng 4, Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi một số thống đốc bang xem xét việc mở cửa lại các trường học trong phần còn lại của năm học, trái ngược với một số khuyến nghị gần đây của chính phủ liên bang. Lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump được đưa ra khi các hướng dẫn của Nhà Trắng về việc mở cửa lại các khu vực kinh tế khuyến nghị các trường học vẫn đóng cửa cho đến khi từng tiểu bang vượt qua được tiêu chí về số ca nhiễm được báo cáo và tái nhiễm trong vòng ít nhất 14 ngày. Theo trang web của Nhà Trắng, các quan chức liên bang và địa phương có thể cần điều chỉnh việc áp dụng các tiêu chí này cho từng hoàn cảnh của mỗi tiểu bang. Ngoài ra, cũng theo Nhà Trắng, trong điều kiện thích hợp, các thống đốc nên làm việc trên cơ sở điều kiện thực tế tại các tiểu bang để đáp ứng các tiêu chí này. Tổng thống Mỹ và một số thống đốc tiểu bang đã có những bất đồng về quan điểm liên quan đến vấn đề mở cửa lại hoạt động kinh tế ở các bang. Thống đốc New York Andrew Cuomo, một thành viên của đảng Dân Chủ, đã cảnh báo một cuộc khủng hoảng hiến pháp sẽ xuất hiện nếu Tổng thống Trump ra lệnh mở cửa lại nền kinh tế mà không có sự thỏa thuận của các thống đốc bang.